Dạ vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên cửa hàng em lại tiếp tục có những cái dòng main công suất để giới thiệu với các bác. Đây là dòng Amoc mạch đời cao GT600, công suất là 600W một kênh, mạch Class D. Cái này là thuộc công nghệ của SI các bác nhá. Đấy, những cái dòng công nghệ của SI thì rất là nổi tiếng, cũng như là độ bền, cũng như là về cái độ chất lượng linh kiện rất khá là cao, phải nói là thương hiệu đẳng cấp thế giới luôn các bác. Về thiết kế thì nó cũng khá là đẹp, với những cái dạng mặt trước phay nhôm dày đấy, được đục lỗ dạng tròn, trông làm mát bên trong, trông rất là đẹp. Ở đây các bác có thể nhìn thấy độ chất của nó làm này, đấy, cái đường cái màu sắc kim loại này, thương hiệu rất là rõ ràng, chữ nghĩa rất là rõ ràng nhé các bác nhé. Đấy, thường cái này nó là cái dạng của Soul Standard thì nó sẽ làm một cái đặc trưng của nó là đấy là núm dạng kiểu như núm bóp như thế này. Đấy, có dạng thì nó làm núm cao su mềm, có dạng thì nó làm núm nhựa. Đấy, và những cái dãy đèn nháy thì nó là cái thương hiệu bản quyền riêng của thằng SI rồi. Đó, thiết kế nó là như vậy, kể cả dàn nháy, kể cả volume. Đây, còn những con ốc thì các bác có thể nhìn thấy tất cả những con ốc của hãng họ đều làm lục giác như thế này. Đấy, rất là nhiều sản phẩm các bác nhé, hầu như là sản phẩm nào của hãng thiết kế ra nó cũng sử dụng đặc trưng như là núm, như là dạng đèn nháy và như là những cái con ốc để bắt mặt, bắt lớp vỏ ở bên ngoài. Đấy, bây giờ thì mời các bác cùng xem bên trong. Bên ngoài nó đã đẹp như vậy rồi thì bên trong thì không có cái dạng bụi bẩn hay là không có cái sự tác động của môi trường trực tiếp nhiều, thì bên trong gần như nó là như mới. Cái tấm này là cái tấm hội tụ tích hợp gió để cho nó làm mát tổng hợp, nó không bị tỏa ra nhiều. Đấy, nó không bị lãng phí cái gió này. Đấy, và cái quạt này dòng Class D thì luôn luôn nó mát rồi, nó chỉ cần sử dụng một chiếc quạt 12V thôi. Thì thông thường những cái dòng máy Class H, Class TD họ sẽ dùng cái quạt nó lớn hơn thì độ ồn nó sẽ lớn hơn. Về cái này thì nó dùng quạt bé cho nên là nó quay nhích nhắc thôi, nó làm mát theo kiểu nhích nhắc thôi, nó không gây nóng mà, nên là cái tiếng ồn của quạt nó không có, gần như là không có. Đấy, thì đây các bác có thể nhìn thấy tổng hợp này. Đấy, tất cả dòng linh kiện xịn này, cuộn dập xung lõi lớn này, đây là dạng lõi lớn các bác nhá. Đấy, áp rất là khỏe này. Đấy, về cái vĩ này thì nó vĩ này là vĩ hai lớp linh kiện luôn, hai bên này các bác nhá. Đó, rất là chất. Thì về cái này thì nó sử dụng nguồn xuyến Class D mà các bác, nó sử dụng nguồn xuyến này. Hệ thống bảo vệ nguồn nó đến hai lớp dơ le luôn. Đấy, hai lớp dơ le bảo vệ nguồn áp chính, áp lớn 220, và một cái dơ le bảo vệ dạng nguồn 24-15. Đó, trở dẫn làm mềm nguồn cấp, tụ lọc, cầu trì, dây tiết nối rất chi là chất. Đây, hệ thống bảo vệ rồi hệ thống nguồn này, bảo vệ nguồn, hệ thống cấp nguồn 15-24V cho bo xử lý tín hiệu cũng như là mạch bảo vệ công suất. Đây là cái dạng xử lý tín hiệu đầu vào các bác nhé. Đấy, một con máy bây giờ nó đời cao, mà nó quan trọng nhất là cái âm thanh tín hiệu đầu vào. Còn qua các cái dạng hiệu ứng D hay hiệu ứng TD hay hiệu ứng H, nó chỉ là khuếch đại cái tần số tín hiệu đầu vào lớn lên thôi, rồi sau khi đó nó sẽ đưa ra loa. Đó, các bác có thể nhìn thấy màu sắc hoặc là chất lượng của những con linh kiện này được làm trông rất là chất luôn. Và kèm theo nữa là tất cả dù con tụ bé thôi, nó vẫn đóng gông lại rất là chắc chắn. Thì những cái bo này các bác thấy không ạ? Cuộn dập xung này, đấy, xung bé này, nó là tuyệt đối là chất. Sản xuất năm 2018, bao phê luôn. Sản xuất năm 2018 này khá là mới rồi các bác. Còn đây nó chạy hai cặp tụ, con này nó chạy cặp tụ 180V, à 160V các bác. 160V. Đấy, 160V. Tem mã QR, check-in hàng chính hãng, thì quay lại phía sau để cho các bác xem nhá. Đấy, có mã QR này, các bác có thể là quét mã luôn để ra trang web của hãng luôn. Đó, Bright Parinel Star, chập kênh lên tín hiệu đầy đủ, gain chuyển đổi độ nhạy lớn bé đầy đủ luôn. Cái này thì nó sử dụng chạm bật loa trực tiếp luôn các bác nhá. Đó. Đấy, tổng thể về xét về tổng thể về cái con đấy này thì hình thức đẹp, chất lượng linh kiện thì xịn sò, và
tổng quan là cũng đang còn rất là mới, rất là sạch. Điều quan trọng nữa là nó sẽ mang lại cho các bác chất lượng âm thanh là không có tiếng ồn từ quạt. Thứ hai nữa là chất lượng âm thanh là sáng, sạch, uy lực mạnh với cái mức công suất 600. Đấy thì bên em thì em bán ra con này ấy, size này size ngắn các bác nhé, size này nó chỉ khoảng tầm 30cm đến 31 thôi. Thì con này bên em bán ra thì hiện tại bây giờ thì ắc Tết rồi, nên là cũng không cũng em cũng sẽ giữ cái giá để cho các bác mua cho nó có những cái thiết bị đẹp, chất lượng các bác dùng thôi. Đấy là bên em cũng đang bán ra là 4.500.000 đồng. 4.500.000 đồng. Mọi người ủng hộ cho em thì gọi điện trực tiếp qua số 0969800985. Xem video ủng hộ cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật những video giới thiệu sản phẩm hàng ngày. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi, yêu mến, ủng hộ Thắng Hoàng trong thời gian qua. Lời sau cuối thì xin phép gửi lời chào đến tất cả các bác. Chúc các bác những ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui. Xin chào mọi người.